Kỳ quan Việt Nam là một triển lãm trực tuyến đặc biệt dành riêng cho Việt Nam trên nền tảng Google Arts and Culture, bao gồm 35 triển lãm với 1.369 bức ảnh về thiên nhiên độc đáo, các di sản lịch sử cấp quốc gia và quốc tế, ẩm thực phong phú và văn hóa sống động của Việt Nam. Tại đây, du khách trực tuyến có thể chiêm ngưỡng các vẻ đẹp về hang Sơn Đòn, lễ hội đèn lồng Hội An và nhã nhạc cung đình Huế, cũng như các tính năng tương tác cho phép trải nghiệm các kỳ quan của Việt Nam theo một cách mới. Bên cạnh đó, khách tham quan trực tuyến cũng có thể khám phá triển lãm theo chủ đề màu sắc, tận hưởng video các địa danh cùng âm nhạc truyền thống Việt Nam hoặc đắm mình trong các danh lam thắng cảnh qua các bức ảnh định dạng panorama. Ngày hôm nay thì với việc mà triển khai một cái dự án của Google đấy là văn hóa và nghệ thuật, và sau đó là giới thiệu về các cái kỳ quan của Việt Nam, đặc biệt là trước mắt là giới thiệu về 5 cái kỳ quan ở 5 cái địa phương ở miền Trung Việt Nam. Thì đây là một trong những cái bước đi đầu tiên để chúng tôi triển khai hợp tác lâu dài hơn với Google trong cái việc là giới thiệu các cái di sản, các cái hình ảnh đẹp của các di sản Việt Nam đối với bạn bè quốc tế cũng như là trong nước, để cho khách du lịch, mặc dù là không có cái điều kiện được đi đến nơi, nhưng sẽ được nhìn thấy, được trải nghiệm cũng như là tìm hiểu được thêm các cái thông tin về các cái di sản điểm đến này, để khi mà dịch nó được khống chế thì khách du lịch quốc tế có thể đến Việt Nam để chiêm ngưỡng trực tiếp các cái di sản đó. Là một nền tảng trực tuyến toàn cầu, Google Arts and Culture sẽ trở thành cầu nối giúp quảng bá vẻ đẹp Việt Nam rộng rãi hơn, tiếp cận với mọi khán giả, du khách trên toàn thế giới. Du khách có thể khám phá kỳ quan của Việt Nam trên Google Arts and Culture hoặc sử dụng ứng dụng này trên hệ điều hành iOS hoặc Android với từ khóa Wonder of Vietnam.